Chào anh yêu của em, chào bạn, chào anh Quốc, chào Honey, chào vệ sĩ của Chan Yumi, chào Sù, chào Thơm, chào Cún, chào Thơm, chào Cún, chào anh Henry Huy. Mọi người nghe rõ em nói không ạ? Có. Sorry mọi người nha, mọi người nghe rõ. Alo, mọi người nghe rõ em nói gì không ạ? Hi Thơm, chưa kịp chuẩn bị gì luôn. Hôm nay sinh nhật của em đó, sinh nhật của anh Cuốn Cảnh, cho nên là em có chuẩn bị bánh kem rồi, nhưng mà chưa kịp lấy ra luôn. Có lỗi dễ sợ. Để em xíu nha, để em lấy cái bánh kem ra đã. Chào anh yêu. Chào nhiễm nách nhân. Nhiễm nách nhân nghe lạ quá ta. Lần đầu xem show của Ngọc hả? Để cho trắng một chút. Có mua bánh kem rồi nhưng mà em chưa kịp lấy ra. Hôm nay em hơi bận một chút, chỉ kịp mua bánh kem thôi. Hai anh Quốc, hai cô vô. Ý dây kìa. Nữa. Sao anh Quốc cứ để ý không vậy? Đừng có để ý mà. Để em bật nhạc cái đã nha. Em bật nhạc cái đi. Ok. Mọi người để em chút nha. Chút nữa đi, để chị mở bánh kem xong đã. Mở cái bánh kem ra đã nha. Hello HS Hư, hello anh Bi, hello anh Lâm, hello Vĩ Lê, hello tất cả mọi người nha, chào mừng mọi người nha. Xin gái rồi Thỏ Ngọc. Cảm ơn anh HS Hư nha, hồi hộp quá. Em gửi FS cho anh rồi đó anh Cảnh ơi. Anh có nhận được chưa ạ? Để em chút nha. Hôm nay là sinh nhật của anh Cuốn. Anh Cuốn Cảnh. Ok Thơm nha, để có gì bữa nào rảnh hay là FS cho Thơm nha. Oh,
tượng trưng thôi nha, tại vì mình để mọi người đợi lâu nữa. À, tuần trước là sinh nhật của anh Cuốn Mập, tuần này là sinh nhật của anh Cuốn Cảnh, cho nên là em gắn mỗi người một cây nha. Ví dụ trong tháng 4 này mà có sinh nhật ai á thì mọi người nói với em luôn nha, hôm nay em tổ chức luôn một lần. Vui vẻ. Cảm ơn ATM của Lan Linh ạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Thơm. Ngày hôm nay ta cùng họp hát nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. Chỉ kịp làm như vậy thôi. Nếu như mà có gì sai sót thì bỏ qua nha mọi người. Em cảm ơn anh Thành. On this day all together we'll be and we'll all sing for your birthday. Chào Hi 2K. Happy birthday. Dạ không phải ạ. Hôm nay sinh nhật một thành viên ở trong là mem của em ạ. Happy birthday, happy birthday to you. Em thổi giùm anh luôn nha. Anh ơi ước đi, anh Cuốn Cảnh ơi, anh Cuốn Mập ơi, ước đi. Hai anh ước đi. Hôm nay có sinh nhật của ai? Trong tháng 4 này có sinh nhật của ai nữa không ạ? Mình cùng ước luôn đi mọi người. Cảm ơn Kiên Nguyễn, cảm ơn Kiên Nguyễn nhiều nha. Anh ước với được không? Được luôn anh. Tất cả mọi người cùng ước luôn hả? Tháng 5 sinh nhật Hi. Ok anh, tháng 5 vô đây chơi với em. Tháng 5 sinh nhật em. Tháng 5 vô chơi với em nha. Anh ước có trên cam. Cô trên cam càng lúc càng xinh. Oh. Em cảm ơn anh. Sao lại ước cho em vậy? Em thổi giùm anh nha anh Cuốn ơi. Rồi chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh tuổi mới đạt được nhiều thành công. Sớm có bạn gái. Cho tụi em ăn cưới nữa nha anh. Với lại thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Thôi đừng có buồn nữa nha, em chúc mừng rồi đó. Hôm nay xin lỗi mọi người rất là nhiều, tại vì em hơi bận cho nên là đến bây giờ mới có thời gian show được với mọi người á. Cảm ơn mọi người nha. Khi ước Ngọc Lushi là người yêu của anh. Chúc cho điều ước của anh là sự thật nha, sớm trở thành sự thật. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn anh Lâm nhiều nha anh Lâm ơi. Safe hit.
mình là nữ đầu tiên của Việt Nam. Nữ gì ạ? Nữ gì ạ? Ước gì mình là nữ gì ạ? Thổi giùm xong ăn giùm luôn. Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ để đây thì đâu có ai ăn đâu, cho nên là em buộc lòng là phải ăn giùm rồi. Nhưng mặc dù rất là ngại. Ngại lắm. Bây giờ anh Cuốn Cảnh ơi, anh có muốn nghe bài gì không? Anh nói đi, hôm nay là em phục vụ tận răng luôn. Anh muốn nghe bài gì? Không có ế được, năm nay là bảo đảm khác. Anh có muốn nghe bài gì không anh ơi? Cảm ơn mọi người. Sai rồi, không có đâu. Sao mà tự dừng được, tự găng thôi. Ai có nhu cầu muốn ăn uống gì đó mà cần hỏi ý kiến thì cứ hỏi Ngọc nha, Ngọc sẽ tư vấn cho mọi người. Cuối con đường là bầu trời xanh nắng mềm. Cảm ơn anh em của Lan Linh. Cảm ơn anh. À, mà anh ơi anh tên gì thế? Giọt nước mắt thăng trầm. Ước gì chị tổ chức cho em. Tỷ Lê ơi, em sinh nhật tháng mấy á? Nói chung là mem nào mà mem cứng của Ngọc thì Ngọc sẽ làm tổ chức sinh nhật hết á. Cho nên là mọi người cứ yên tâm nha. Ngọc cũng rất là hạnh phúc khi mà được tổ chức sinh nhật cho mọi người, tại vì Ngọc được ăn bánh kem á. Bài gì Ngọc hát Cuốn cũng thích. Anh không đặc biệt thích bài nào hả? Ví dụ như bật bài nào cũng được. Cuốn bảo Ngọc đứng dậy nhảy đi. Thôi em nhảy không? Em nhảy chắc là mọi người nói hết đấy. Anh tên Thỏ. Anh tên Thỏ thiệt không ạ? Từ giờ em sẽ kêu anh là anh Thỏ nha. Yêu là phải thương đi em. Yêu là phải thương. Thì yêu là phải thương đúng rồi ạ. I love you. Yêu mọi người nhiều nha. Lushi. Chào Phạm Văn Tâm ạ. Chào Văn Hương. Chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Để ra qua đây tổ chức cho anh Henry Huy có không? Gọi là sự chú ý đặc biệt đối với Vĩ Lê. Lần trước thì Vĩ Lê kêu là chị nuôi Vĩ Lê đúng không? Nuôi Vĩ đúng không Vĩ ơi? Cái anh Huy kêu là qua anh Huy nuôi cho. Giờ thì anh Huy đòi tổ chức sinh nhật cho Vĩ nữa. Hai người hai người có tình ý gì không á? Hay ghen tị quá đi thôi hả? Cuốn thích nhất bài Ít Nhưng Lâu Dài. Ok em. Ít Nhưng Lâu Dài. Mọi người ơi, mọi người có muốn nghe bài gì không thì nói Ngọc luôn nha. Hôm nay là ưu tiên hàng đầu là những cái yêu cầu của anh, của anh Cuốn Cảnh nè, của Giang Nguyễn đúng không anh? Không có bánh kem hả Ngọc? Đây đây anh, bánh kem mới thổi xong anh vô trễ rồi. Nãy mới chúc mừng sinh nhật anh luôn á, tại vì tuần trước không có kịp chuẩn bị bánh kem cho anh Cuốn Mập, cho nên là bây giờ mình ghi chữ Cuốn thôi, là mình hiểu được là Cuốn Mập hay là Cuốn Cảnh gì cũng được. Chào Hồng Nhung. À, Trúc. Có cái bạn gì đó Trúc gì? Trúc Lê. Bạn có tạo một cái group là gia đình Thỏ Ngọc, nhưng mà tự nhiên Ngọc lại không check tin nhắn chờ. Do cái Messenger của Ngọc nó bị lỗi á mọi người, không thấy tin nhắn nó hiện lên. Với lại lâu lâu cũng có kiểm tra, nhưng mà nó rõ ràng nó không hiện lên. Hôm bữa thì Ngọc mới thấy, nhưng mà bạn đã xóa cái group mục tiêu rồi. Chắc là bạn nhận Ngọc rồi. Nếu như mà bạn có nghe được những lời tâm sự của Ngọc thì bạn nhớ DM Ngọc nha, để Ngọc đáp lại tâm tình của mấy bạn chứ. Cho Ngọc cơ hội để đáp lại tâm tình với mấy bạn đi nha. Rồi Ít Nhưng Lâu Dài của anh Cuốn Cảnh luôn. Anh Cuốn Mập ơi, hôm nay anh có muốn nghe bài gì không? Đặc biệt nghe bài gì không? Em sẽ bật cho anh nha. Ok, chào tất cả mọi người nha. Em là người của chị Ngọc rồi nha.
rồi. Vĩ Lai là người của chị Ngọc. Ê, nghe câu này quen quen nè, trong Người Tình Ánh Trăng đúng không? Người của chị Ngọc. Nghe thích dễ sợ. Anh cúi mặt kỳ quá à. Anh vô sớm hơn một chút là được rồi. Thôi bây giờ anh ước bù đi. Em cảm ơn anh Cửa Lan Linh. Em cảm ơn anh Hỏi nha. Thói quen em mỗi ngày. Bảo đạn hay nhất rồi. Đúng rồi. Đạn hay nhất là mình phải để đầu tiên luôn. Bởi vậy buồn ghê. Bây giờ Ngọc phải cái phần khó nhất của Ngọc là Ngọc phải xử hết những cái bánh kem như thế này. Ngọc nhỏ nhoi như thế này thì làm sao có thể xử hết được cái bánh kem luôn mọi người. Cuối liên hệ tôi gửi cho đoạn hay nhất. Liên hệ anh Huy gửi luôn hả? Thơm quay lại rồi lát mọi người, lát gửi mọi người xem. Ok, cảm ơn Thơm nha. Yêu một người vô tâm. Ok anh. Anh Thỏ ơi, anh có muốn nghe bài gì không? Hôm nay anh đặc biệt lên tiếng thì em cũng đặc biệt đáp lại tâm tình của anh luôn. Mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi, mới biết lúc xa nhau. Chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua. Em cảm ơn Mr. K ở chào anh. Chào tất cả mọi người nha. Yêu một người vô tâm luôn ạ. Thích quá à. Lâu lâu mới có show mới vô nói chuyện với mọi người. Cứ cách ngày thì mới được vô gặp mọi người một lần á. Vui. Em bật theo Bảo Anh nha. Tại vì giọng Bảo Anh cao lắm. Cái tên một người vô tâm. Là nước mắt tuôn âm thầm. Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng. Đợi anh mới biết đêm dài, thiên anh cho chút nghi ngại. Vì yêu nên em trao hết tương lai. Em cảm ơn ạ. Sao không giống như xưa. Anh đừng có khen em nữa. Ngại lắm. Thay mưa. Ngại lắm, ngại lắm. Nhưng hối hận cũng không như rơi vào hồ ấy. À, tóc anh là suối, mắt anh là hồ đúng không? Tóc em là suối, mắt em là hồ đúng không anh? Cái hồ đó sâu bao nhiêu vậy anh? Khi nào anh đo được anh nhớ nói em với nha. Em không biết là hồ đó sâu bao nhiêu nữa. Ngại gì? Ngại lắm, em còn nhỏ mà ngại lắm. Idol bước ra ngoài còn dễ thương hơn nữa kìa. Ôi, anh cúi mập lại quá khen nữa rồi. Chuẩn bị nói em 2K3 gì nữa nè đúng không? Idol ơi, idol có người yêu chưa? Ai kiếm người yêu giùm em được không? Em đang kiếm người yêu. Tuần sau thi học kỳ 2 rồi anh chúc thi tốt ta. Ồ, chúc bị lên thi tốt nha em. Chị đã thi tốt nha em. Nhớ khoe chị con 9 con 10 gì nữa nha. Bảo đảm là một rổ trứng chín. Ơ à. Nói nhầm rồi. Vĩ lên nói giận luôn á. Lý do tôi tổ chức buổi họp báo. Em sẽ được một rổ luôn. Toàn 9 với 10 thôi. Vĩ Lê qua đây anh phụ đạo đó. Anh Henry Hy có vụ Vĩ Lê hoài à. Anh ở tuốt bên Hàn Quốc mà bày đặt. Cảm ơn tất cả mọi người đã lúc ấy trách mình cay thơ. Thật sao cứ cảm ơn thơ quan tâm nhiều. Ai đồ bẻ mặt này sắc em chỉ được thằng em đâu có bán gì đâu trong cuộc sống của anh bây giờ chỉ tại sao lại nói em bán ma túy vậy? Không thể dám nói làm nghiện em nha. Đừng có nói là nghiện em nha. Em thấy sao nếu không là người yêu chỉ đi ăn và xem phim nói chuyện? À, nếu như mà mình đủ thân ở một mức độ nào đó thì ok. Ôi xe bò ăn của tôi rồi. Nhưng mà em thích là đi đông đông vậy. Tôi hỏi cô
Rồi thả thính vào rồi. Hôm nay mọi người thả thính quá đúng không? Không bán sao idol không làm nghiện. Idol làm cao nghiện idol. Em biết ngay mà. Anh khỏi nói này cũng biết. Bán được hết. Thấy idol giỏi không? Giỏi không anh? Chị nhiều người thả thính. Đúng rồi, khổ lắm. Bởi vậy mẹ kêu là phải mặc áo chống thính vô. Hôm nay đỡ để quên áo chống thính ở nhà rồi. Nhưng mà sẽ cố gắng quyết tâm là không dính thính. Em thính quá rồi. Mà đừng xa tôi cho Thơm đi. Ok Thơm, đừng xa tôi. Quên còn cắt bánh kem nữa chứ. Nãy mới thổi bánh kem mà chưa có cắt bánh kem. Có ai ăn bánh kem không? Còn cắt cho nè. Chút nữa sẽ dọn về bãi chiến trường này nữa. Sao có ăn bánh kem không? Em cắt bánh kem nha. Rồi đó, em cắt xong rồi. Là điều ước của mọi người sẽ thành hiện thực thôi. Cho nên mọi người ráng đợi nha. Nãy ai ước em là người yêu gì đó, Ngọc Lucy là người yêu á. Chúc cho điều ước của anh thành hiện thực nha. Nếu bây giờ có trại cai nghiện idol không? À đúng rồi, em thấy là phải đề xuất cái kiểu như là cái trại cai nghiện đó đúng không? Rồi, sau đây sẽ là bài Đừng Xa Tôi. Sau 5 giây quảng cáo. Trong bánh kem thấy không khí Noel dữ. À đúng rồi, em tại vì mua trễ quá. Mấy cái bánh kem kia nó không có được đẹp. Thấy mấy cái con này nó ngộ nghĩnh, dễ thương, đáng yêu. Cho nên là em quyết định là tậu nó về cho anh cuốn. Thì không có hình cuốn, chỉ có hình con mèo Doraemon thôi. Chị ăn gì mà xinh quá, cảm ơn Lợi nha. Đừng có khen, đừng có khen, ngại lắm. Idol mới 2 tuổi thôi, idol ngại lắm, đừng có khen. Nói lại vào đôi mắt ấy. Anh họ đó là thính thiệt á. Thính quá, em phải kiểu như là phải nét thính đi. Trời ơi, thương Thơm quá, thương Thơm ơi. Hôn Thơm một cái nha. Thơm nhận được nụ hôn của chị chưa? Anh em thi thả thính đi. Đúng rồi, hôm nay thi thả thính đi. Ai thả chúng thì em sẽ làm FS cho người đó. Được không? Được không? Đâu. Chào anh Hải. Phi biết. Oh my god. 3 năm qua. Mọi người ơi, ghế còn trống nhiều lắm nha. Ai có muốn lên ngồi thì cứ lên ngồi nha. Còn 3 ghế lận. Đẹp thật. Anh khen lần thứ N rồi đó. Em cảm ơn anh nha. Nhận được 2 lần rồi. Nhận được 2 lần à, nhận được nụ hôn của chị 2 lần đúng không? Phải hôn bên ngoài nó mới đã. Đúng không Thơm? Bữa nào gặp đi rồi chị. Đè ra hung chết luôn. Anh lợi dụng quá nha. Vì đặt thấy cái mặt em để gần gần cái camera là bắt đầu là lợi dụng cơ hội liền. Đề phòng mới được. Ngoài Ngọc
trai, em có biết Ngọc gì quý và đẹp nhất không? Ngọc gì vậy anh? Đừng có nói Ngọc Lushi hay là Thỏ Ngọc gì nha. Đáng lẽ là ai đã thích mình thì mình phải kiểu như là không biết gì hết, tôi không biết gì hết, mọi người đang nói gì thế, kiểu như là ngây ngô dễ thương vậy đó. Nhưng mà em thích đáng trước vậy đó. Chào đẹp trai, chào Tớ Ghét Cậu, chào Quá Nhi, chào Honey, chào Tim, chào Mr. Lincoln Cora, chào tất cả mọi người nha. Anh nhớ hãy xe vô, anh nhớ hình nhanh, anh nhớ hôm bên ngoài em chạy mất. Sao vậy thơ? Tại sao vậy? Tại sao lại chạy mất? Đừng chạy mà. Chạy á hả? Chị sẽ bắt cho bằng được luôn. Không có cho thoát đâu. Em cảm ơn Kim Nguyễn, cảm ơn Kim Nguyễn nha. Trời ơi, rất thương quá đi thôi. Thương thương thương. Thương thương thương. Chỉ như vậy thôi. Đến nơi em muốn ăn món em thích, chỉ như vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là anh ở đâu, em ở thành phố Hồ Chí Minh á. Nhưng mà nói em vẫn nghe đó mà. Ai không có
Nghĩ lại khách vãng lai lạc lõng giữa bài viết tuổi thân. Thôi mà anh đừng tuổi thân nữa, không có gì đâu nè. Em xin lỗi, em sẽ cố ý, em sẽ chú ý nhiều hơn. Để em xem thử còn bài nào hay để em bật cho mọi người nghe nha. Ơ ngại quá. Ai hôn em vậy? Ngại quá. Anh lại hôn em nữa rồi. Em sẽ hát nhá. Em hát nha mọi người, em hát nha. Em không có hát đâu, em hát đây. Cố ý mới đau lòng. Em đâu có cố ý đâu. 95 phần từ mọi người đang nói gì thế? Từ rồi mình cũng sẽ lên tiếp thôi, không sao hết. Ông làm như Ngọc ham ăn ham uống lắm không bằng. Đúng, chính xác. Trời ơi, anh cuốn cảnh ơi. Đúng là chỉ anh hiểu em. Thương quá đi mất thôi. Trà sữa à? Đúng rồi anh. Trời ơi, ngày nào em cũng uống trà sữa hết. Kiểu như là không uống trà sữa là sẽ không ngủ không ngon, ăn không ngon luôn. Cầu đơn giản, đúng rồi anh. Gọi tên em trong đêm.
cho nên là cho phép em bật nhạc thôi nha. Em sẽ hát theo nhạc, cho nên là có gì mọi người đừng có... Mọi người muốn nghe The Man hay là Hoa Vinh? The Man đi ha, em ủng hộ The Man. Kiểu như thích The Man nói giờ á. Deadline ngành gì em? Deadline đi học anh à. Em đang thi mà. Em đang thi hai trường luôn. Mệt quá mọi người ơi. Có ai cho Ngọc vitamin không? Ông định đầu độc idol à? Tuy là cái đó gọi là đầu độc, nhưng mà như vậy thì em cũng mãn nguyện. Em nguyện được đầu độc. Cảm ơn Thiên Nguyễn, cảm ơn Thơm, cảm ơn ATM của Lan Linh, cảm ơn Thơm nhiều nha, cảm ơn Thỏ. Chuyện tình ngày ấy không sao. Và anh ấy em trời ơi, nói một cái là mọi người thì cũng khỏe đi. Phải hát cho mọi người nghe mới được. Lòng người có nghĩ đến bao giờ? Lúc trước anh ra đi là có lý do. Chẳng yêu em, nhưng con tim anh đây thật không sao quên được em người ơi. Thôi để hát karaoke cho mọi người nha. Em sẽ cố hát nhưng mà nó không hay thì mọi người ơi, đừng có trách em nha. Ý là em đã buông lời hăm dọa trước rồi đó. Đối với này thì chết rồi. Em không sao hết đâu, mọi người đừng quá lo lắng. Chỉ cần lên show nói chuyện với mọi người thôi là em vui rồi. Cảm ơn nhé.
gì hơn nhiều ạ. Cảm ơn mọi người yêu. Chưa đi ngày xót xa, người yêu ơi hãy quên đi nỗi sợ đừng lo lắng. Sẽ chẳng thể có nhau, đừng xin ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài. Gọi tên em trong đêm để mình ăn chiều nỗi đớn đau. Một thế giới khác mà đêm đi chiều. Em không hát nữa đâu, để em hát bài yêu xa cho mọi người nghe nha. Chào anh Châu Văn Lâm, chào đừng nói câu đau lòng. Chào cô, chào chị Linh. Cô mới đi đến à? Trời ơi, chị đi đến khuya quá vậy. Từ lúc chị nhắn tin đến giờ là chị đi lâu lắm rồi á. Đúng không? Cô ơi, sao giờ hết. Mới cắt bánh kem xong luôn chị. Mới cắt bánh kem xong luôn. Khoe bánh kem mới được. Mới cắt bánh kem xong luôn chị Linh à. Hát mạnh vào, ok à. Bài ruột thì em sẽ hát mạnh luôn. Mình tra tấn mọi người đây. Nhìn vào mắt em được, cứ nhìn quá nam gia đình lại.
hôm nay mệt quá không hát nổi nữa. Mà em sẽ cố gắng để dành sức tối lên hát cho mọi người nghe. Hai má nó bù với mọi người. Thế nhớ giọng cười. Không ngờ luôn anh đã hiểu được gì à. Bất bài gì nhờ. Lại là ủa nghe ông ấy nói giống bài rap quá. Anh còn chút ngây thơ mà anh thả tiếng nút. Anh thì không có ngây thơ xíu nào hết. Không có ngây thơ đâu. Xa vào đôi mắt ấy. Anh cuốn cảnh hả? Anh lại chồng em nữa rồi. Chào chị Linh nha. Ít khi lấy thấy cô đi dạo. À, ad clone của chị cô mà. Em mới Ngọc Lushi. Biển hồ đầy. Biển hồ đầy đúng không anh? Cho bài rap đúng không? Chút nữa em sẽ rap bài đó cho. Cuối mỗi lần nhìn vào đó nó hay như gần sắp chết. Anh cuốn à. Như vậy thì anh phải vô viện bao nhiêu lần rồi. Anh đừng nói quá mà. Mọi người lại nói Ngọc này nó điêu quá. Điêu quá không được đâu. Hay đi dạo mà idol bơ. Đâu có đâu anh Khay à. Em vẫn nhìn mà. Hồi nãy em hát mà. Anh Lâm chờ anh Huy kìa. Không có viết nó khổ quá cô à. Đâu có đâu anh Khay à. Em vẫn nghe mà. Mr. Khay Oliver is been day shot. Lợi dụng cơ hội. Em thích mấy bài của Underground hồi đó đấy. Để em mời được xíu nha. Kiểu bị hút máu từ tim. Hẹn gì người anh không còn biết thịt nữa. Hút hoài luôn á, hút được hút hoài luôn anh à. Xem show cô là thích nhất. Thôi đi chơi game đi cô. Thôi mà anh biết anh Khay à. Em đâu có cố tình bơ đâu, rõ ràng. Thôi mà mẹ anh không có la đâu. Lớn rồi ai lại đi la anh nữa đúng không? Em Thơm đi thả thịt của tôi vừa. Thơm dạo này chịu khó thả thịt em đó. À mọi người ơi, ai đang on bằng điện thoại nhớ bố cho em 5 sao với nha. Với lại ai có Happy thì nhớ thằng em Happy luôn. Cảm ơn mọi người. Ngày nào cũng phải nhắc mọi người mà hôm nay lại quên mất tiêu. Lần này là ngay miệng luôn. Ngại lắm cơ. Yes sir. Quá đáng lắm luôn anh à. Phải che lại mới được. Ê, ý là bây giờ mình phải đề phòng nên mình phải che lại. Đi chơi game mới thật hay. Thôi mà không có được đi chơi game. Chị em đang thấu á. Mọi người có ai biết bài này không ạ? Thay còn đi học cho nên chưa đâu. Thế là Thay còn đi học ạ? Anh học lớp mấy rồi? Lớp 13, 14. Lại học mở ngành gì vậy? À, giờ em học ngành xã hội học ạ. Architecture. Architecture.
em hả? Ok, chắc là em sẽ hát Kiyomi nhanh nha. Kiyomi là làm kiểu dễ thương á anh ạ. Cảm ơn mọi người đã đến từ khi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn đội mới quan tâm. Take care your way from season me. Okay, okay anh. Bởi vì anh không muốn là em sẽ mãi đi theo nơi không có ngăn nào. So I'm your heartbreaker. Yeah, I'm your heartbreaker. Please, please don't love me. Đó, chị cô được viết 10 luôn á. Viết 14 luôn. Quá dữ. Khi ông đi nha mọi người ơi. Em không là người đến sau và anh cũng phải giống như một trang giấy trắng, không phải đập thời những nét mừng nhạt nhòa làm hoen ô nó vì những cay đắng. Hãy để anh không vượt qua, để anh dừng lại cho em bước tiếp, để rồi một ngày nhận ra anh luôn là người cất mang đau khổ đến cho em. Vẫn là gì mà anh hôm bữa có ai nói em bật là Khi ông đi của ai hết không? Chị hát mấy kiểu Khi ông đi thường thôi à. Your eyes might be lost, man. I'm so sorry. Bây giờ em sẽ làm Kiyomi nha. Em làm Kiyomi nha mọi người. Tại vì còn có mấy phút nữa thôi. À mọi người ơi, nhớ ngày mai là chủ nhật 9 giờ em show 9 giờ room 99 nha mọi người. Em show 22 giờ chứ. Show 22 giờ room 99 nha mọi người. Nhớ vào xem like nha. Chào 35 tặng. Ảnh chào anh cả nửa tháng trước rồi, nửa tháng sau anh mới chào lại anh Huy. Quýnh cái này có ông hay không à. Thơm, cảm ơn Thơm, thương Thơm quá. Chào Văn Phương. How could I tell you that I really want to fly to know now? Muốn bay fly high to you. Want to fly to you now. Fly là muốn bay à? Muốn bay là sao anh? Em không hiểu. Kiki yo mi
khi vô mi rồi. Thơm à, ngại quá Thơm à. Vẫn còn dễ thương sẵn rồi. Cảm ơn mọi người nha. Ngọc còn chỉ còn một phút nữa thôi. Mai mọi người nhớ lên nói chuyện với Ngọc như hôm nay. Ngọc hơi mệt đó, cho nên là không có nói chuyện với mọi người nhiều được. Nhưng mà ngày mai sẽ ủa idol sau. Idol sau là ai vậy ạ? Idol sau lên rồi, bye mọi người nha. Dù không muốn em mất hình nhưng mà em vẫn phải biến mất đây. Bye mọi người. Mai nha mọi người ơi.